Sau khi lắp xong thì thực hiện bàn giao cho khách hàng. Thứ nhất là đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi. Tôi sẽ đặt đây cái thứ năm đi. Mật khẩu từ 1 đến 9. Cháu có cái bóp, cháu có cái đầu nối này không? Để cho chú cái. Đầu đầu nối á, đầu nối. Hai trăm mê. Cái bóp này có cần gì đó, bác nối không? Xin chào mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay thì review toàn bộ cái quá trình mà đi lắp đặt một cái thuê bao mới. Ở đây, nhà khách hàng là ở đây. Ở đây em đang đi tìm cái dây đợt trước là khách hàng không sử dụng nữa. Không biết có dùng nữa không. Bây giờ phải đi tìm lại xem. Các bước mà triển khai một cái đường dây mới thì nó chỉ có độ tầm 5 bước. Thứ nhất là mọi người chuẩn bị đầy đủ cái công cụ dụng cụ này, như kiểu cáp thuê bao, wifi, đầu bấm. Đấy. Mấy cái đấy, mấy cái đồ linh tinh đấy. Bước thứ hai là mọi người gọi điện liên hệ cho khách hàng để xem khách hàng có ở nhà hay không. Sau đấy mọi người sẽ khảo sát cái vị trí lắp đặt của đấy vẫn còn dùng anh em ạ. Cái hàng này vẫn còn dùng. Hay là hết rồi nhỉ, không dùng nữa nhỉ. Hình như thế, đoạn này thế. Thấy dây đã bị cắt xuống rồi sao ấy. Nếu mà không dùng nữa thì tốt. À, không dùng nữa. Dùng nữa này. Ở đây là mình tận dụng lại cái dây cũ này luôn. Cũng vừa mới kéo cho khách bên này nhưng mà họ chuyển, họ không dùng nữa. Đấy. Khi mà xác định được cái vị trí lắp đặt thì mọi người sẽ tiến hành là kéo dây thuê bao nhé.
Đây chính là cái bước mà đang kéo dây thuê bao đây này. Nhưng mà tận dụng lại luôn cái dây này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ, khi mà kéo dây xong ấy, thì chúng ta sẽ chốt cái dây thuê bao. Chốt dây thuê bao xong rồi bấm các đầu nối ở ngoài hộp với ở trong nhà. Ôi, hai dây này đứt rồi nhá. Nhìn dây này đứt lắm. Ôi, dây này đứt rồi anh em. Bỏ mất rồi. Bỏ mất rồi. Phải kéo dây mới thôi. Hôm trước cắt mất rồi. Sau khi bấm xong thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện đấu nối cái thuê bao lên hệ thống. Khi đấu xong thì chúng ta sẽ hoàn thiện lắp đặt cho khách hàng. Bây giờ đi gọi cho khách hàng ạ. Khách hàng này rất nhiều đất. Suốt ngày phải đi kéo đưa thuê bao cho ông bác này. Alo. Vâng, cháu vào cháu lắp cho cái đường mạng ấy bác. Cái nhà cấp 4 đây à bác? Nhưng mà là cái nhà cấp 4 đợt trước cho thuê đội lan thuê đấy á. Đằng sau đấy á. Cái nhà sơn, cái nhà mà không có sơn mà trắng trắng đấy à? Nhưng mà có phải nhà cấp 4 mà lợp ngoái này không? Cổng xanh đi vào nhà bên cạnh mà đi đấy đúng không? Đi vào sâu mới đến nhà á? Ông bác này rất nhiều đất. Cứ mỗi lần ông mua đất ông lại bắt đấy. Đi lắp wifi. Ông bác này cứ hơn một chục đường cáp quang. Nhà đây gì bác? Nhà cấp 4 đây đúng không? Đâu không, cái nhà rất chú trọng được cơ. Cái nhà cái tường trắng trắng ở dưới ấy.
cái nhà tường trắng trắng ở dưới à. Được, được, để cháu đi đã. Qua miếng đất đấy. À, qua cái miếng đất, nhưng mà đi cái đường bên này đúng không? Mày ơi, chứ đấy vườn chú Tuấn đâu mà quen ai bảo cái vườn nhà chú Tuấn mua đất nhường chữ đâu mà bảo vậy. Cháu tưởng là nhà này. Chả biết nhà nào nữa. Nhà này bảo là không phải. Đấy gì ạ? Đâu? Đấy cái nhà đấy. Rồi 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 rồi. Đường này, góc bên này không có, nhưng mà góc bên này còn dây thuê bao anh em ạ. Đấy, xả. Đỡ phải kéo dây. Vòng dây về là... Bởi vì mấy cái thuê bao này em quản lý nó lâu lâu rồi. Mình nắm được hết. Bây giờ còn dây... Dây nào có còn hay không, còn sử dụng được hay không. Đấy, mình biết hết. Mình nắm được mấy cái... Ví dụ như có một hộp cáp ở đây này, mình muốn chuyển nhà nào xuống thì mình cắt dây mình chuyển qua. Đấy, lắp mới nó cũng đơn giản thôi. Đây, bây giờ ông bác từ Đa Phúc quay về đây thì chắc là mình làm xong mất. Ai xa. Nó có mấy cái đường dây ở bên này, đợt trước là đã dùng rồi, nhưng mà khách hàng bỏ, không dùng nữa. Nối nước không?
Ôi, chắc nó đủ rồi đấy em. Cắt rồi. Không muốn nhiều. Mọi người cắt lấy dây mà bện luôn nhé. Mọi người tước cái dây của cường lực này với dây thịt nó đây. Đấy, như này là xong. Đấy, mọi người bện dây. Đây là phương pháp bện dây, rất là chắc chắn. Ở cái bện này thì mọi người cứ bện khoảng độ tầm 30 phân, 30 đến 40 phân. Nó rất là chắc. Đấy. Sau cái đầu bên này mọi người cuốn vào cột thôi. Cuốn vào cột. Đây mọi người vòng vòng như này, vòng dây như này. Đấy. Xong sẽ buộc buộc qua đây. Vòng qua đây. Đấy. Khi nó lực kéo nhá thì nó cái điểm này nó không nó bị tì lại, nó cứ càng kéo này nó càng thu cái này lại đó. Đầu bên này thì bấm đầu phát. Bấm đầu phát xong sẽ xoay cái bút xoay ra ngoài hộp để bấm lại cái đầu. Khi mà đi lắp những cái thuê bao mà nó có sẵn dây này thì nó rất là tiện. Cái dây thuê bao này thì mình vừa 10-15 năm cũng chả việc gì. Bởi vì cái phương pháp bện của Viettel này nó, cái dây này thì nó không hay bị oxy hóa. Ngày xưa là tách dây ra cường mọi người nhé. Tách dây ra cường thì này, cái dây nó sẽ bị oxy hóa. Cho nên mấy cái điểm nó hay bị trùng xuống đấy. Nhưng mà bây giờ cái phương pháp bện này thì nó rất là tốt cho dây. Dùng được rất là lâu. Đây cái bút xoay đó, mọi người xoay qua này. Ok, nó đã xoay qua rồi. Để mà không bị bọn trẻ con nó nghịch ấy, thì mọi người đặt cái cáp ở đây này. Đặt cái cáp đây. Xong rồi để đặt cái mũ Viettel ở đây nữa. Đấy. Rồi đi chơi cả buổi không lo mất đồ. Đây là phương án du kích. Anh về xứ nghệ, ôi khúc hát dân ca, ai đi xa mà nhớ.
Ở đây thấy như kiểu là 8 nhà rồi vậy. Hai bốn đủ mẹ này. Đây mọi người, đây cái đầu nó ra đây. Cho vào đây xong tính phương án khác anh em nhé. Một số cái hộp cáp là nó đủ rồi, nhưng mà nhiều nhà, nhiều cái tủ cáp là nó khách hàng mình chưa rút dây ấy. Rà soát lại xem. Không không 28 11.2. Đây anh em nhé, sau khi rà soát thì vẫn còn một cái cổng số 3. Đấy, vẫn còn cổng số 3 là lắp được. Ô, cái kìm vứt đâu rồi. Lắp được thì anh em cứ ở ngoài tủ cáp này, anh em bấm đầu phát connect với lại chụp ảnh. Đây anh em ướm tầm này nhá, tức là từ cái điểm cắt của mình đây này, đây. Từ cái hộp này khoảng độ tầm 30 phân, mình cắt sẽ cắt đến đây thôi. Đấy. Mình vẫn phải để dài cho một tí. Đấy, xong anh em kéo hết lại nhé. Nhiều anh em để dây nó lòng hoang ở đây này. Để rất là dài ở đoạn này thì theo cái quy định thì không được phép để như vậy. Khi mà anh em tuồn dây này thì anh em tuồn theo luôn cái lạt thít này nhé, để đảm bảo luôn cái mỹ quan luôn, để mình có bó gọn lại cái dây luôn. Đây anh em kéo xuống này. Đấy, nó vừa bằng với cái những cái dây cũ. Bây giờ sẽ thực hiện đánh cái nhãn tủ, à đánh cái nhãn của cái thuê bao Tuấn ND27. Port số 3 này, FP01 này, tủ 01 11.2 này, chỉ số cáp ghi 000 này. Tuấn ND57 301 01 11.2 000.
Tại sao lại ghi cái chỉ số cáp là 000? Bởi vì đây là cái tận dụng lại cái dây thuê bao, cho nên sẽ không nghiệm thu vật tư anh em nhé. Không nghiệm thu vật tư cho nên là anh em không cần phải theo tôi là anh em không cần phải đánh chỉ số cáp. Còn nếu mà cáp mới thì anh em nên ghi vào nhá. Rồi, khi mà xong xuôi thì anh em chỉnh lại cái chỗ này để tí mình sẽ chụp ảnh. Yêu cầu là phải chụp hai cái ảnh ở trong tủ cáp này với một cái ở bên dưới, ở ngoài mặt cáp này. Anh em vào chỗ cập nhật hồ sơ này, xong mình sẽ chụp theo cái hướng dẫn ở trên cái điện thoại. Đấy, chụp trong này, cách cũng 40 phân. Rồi, tiếp theo là cái khe cày răng lược. Tiếp theo là chụp cái mặt trước, nhưng mà mặt trước thì phải xuống một đoạn để xem vừa nhìn thấy. Rồi, rơi mất cái kìm. Để tránh mà cái trường hợp mà nó bị vào trong nhà không có sóng thì anh em đổi luôn cái thiết bị luôn ạ. À, đầu nối luôn nhá. 421 này. Đây anh em nhìn luôn cái serial ở trên này. 1057. Chọn 1057 này. Rồi, anh em copy luôn cái dòng VTRG này. Để tí nữa mình đổi mật khẩu cho nó dễ. 12.1 này. 12.2. Port số 3. Port số 3. Rà soát 010028. Ở cái tủ này nó đang bị có mấy nhà nó chặn cước ấy. Sẽ thực hiện để thực hiện rút port luôn, rút port trên hệ thống để đấu nối cho nó đúng cái tủ cáp này. PT17 này. Mấy cái hàng rào này thì qua cũng đơn giản thôi anh em. Đây, đồ đạc vẫn còn nguyên si luôn.
Ui rồi, hỏng rồi. Ôi, đi ngược bên này rồi. Đường nào cho nó dễ qua nhỉ? Mấy cái nhà này thì anh em gõ nhẹ đây đây. Đấy. Đấy. Tí mình lên mình qua luôn. Đấy. Đấy. Như này là anh em nhấc lên là chơi những kiểu đặc công này. Đấy. Không cần phải có chìa khóa. Đấy, và ngon lành cho anh em. Quá đơn giản. Tưởng cái gì. Đấy, cắt vẫn còn dư đầy dây. Cắt dài quá. Lúc nãy mình để dây nó hơi lỏng hoành. Nói chung là cũng vừa anh ạ. Không phải ngắn lắm, à cũng không phải dài lắm. Sau khi mà anh em đã kéo dây xong nhá, thì anh em sẽ lắp đặt cái thiết bị vào cho khách hàng mà thôi. Ông bác này rất nhiều tiền, toàn đi mua đất sổ đỏ thôi. Nhà rất nhiều đất. Chả có gì ngoài đất.
Wi-Fi chút hết lên này. À đây. Em không có khoan rồi. Không có khoan đâu. À. Cảm ơn thang đấy. Cắm cái này mà để bên đấy chúng ta có thang đứng trên đứng cắm cái đấy chúng ta cái đầu mạng đấu vào đi. Đấu vào ổ cắm điện. Đây, chào đặt đây. Ôi nhưng mà à. Chặt thế nhỉ? Ồ, nhưng mà lại... Cứ coi bỏ ra đi cũng được. Tạm đi. Nhiê nhét vào cái chung này. Cái dây này đâu, đây là cái ổ này, ổ này cắm ở đâu nhỉ? Bác thiếu ổ cắm rồi. Đó. Bác thiếu ổ cắm rồi. Nhưng mà cái đầu đâu hết ở cái này còn cái ổ này mà. Vâng, lúc nào bác vặn vào là được mà. Bác đặt tên wifi mật khẩu như nào nhỉ? Từ 1 đến 9. Tên wifi là gì ạ? Nguyễn Tuấn. Vâng, bác cắm vào đấy là được. Đây gì? Vâng. Không phải. Đúng rồi. Phải không? Vâng. Cái này nó vào đâu? Cái đấy bác phải cắm điện vào chứ. Cắm điện vào. Cái đầu này nó vào đâu? Cái đầu đấy cắm vào cam. À, nó phải ra điện ra đấy à? Đúng rồi. Cái này. Bác đặt ở đâu? Đặt ở đầu nhà cơ. Đầu nhà thì làm sao dây này tới? Dây thì rất nhiều, dây thì còn cuộn dài. Thế bác phải... Sau khi lắp xong thì thực hiện bàn giao cho khách hàng. Thứ nhất là đổi tên wifi. Đổi tên wifi cũng như cái mật khẩu wifi. Tôi sẽ đặt là đây cái thứ 5 đi. Mật khẩu từ 1 đến 9.
Cháu có cái bóp, cháu có cái đầu nối này không? Để cho chú cái. Đầu nối á, đầu nối. Cái bóp này có cần gì đó, bác nối không?